24 giờ thử yêu sẽ ra sao? Khi hai người xa lạ lần đầu gặp mặt, họ chính thức yêu nhau, cùng có những kỷ niệm thú vị, những cảm xúc bất ngờ. Cũng ân bụng lắm, hy vọng là có kết thúc thật là tốt đẹp. Và những màn tỏ tình lãng mạn. Hai mươi bốn giờ thử yêu phiên bản đặc biệt dành cho các bạn trẻ có nhu cầu thực sự muốn tìm kiếm tình yêu đích thực, cùng nhau trải qua các giai đoạn tình yêu trong vòng một ngày trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Để mà tưởng tượng cái người yêu của Nam trong sắp tới trong chương trình đó, thì em nghĩ là một cô gái năng động, cá tính, tương tương giống như Nam vậy đó. Còn cao thấp à, tầm 1m6 trở lên. Tú thì không có một cái chuẩn nào gọi là cố định cho bạn trai của mình cả. Nhưng mà mong là bạn trai của Tú sẽ cao hơn Tú. Cao tầm từ 1m70 đến 1m75 về body chẳng hạn. Thì Tú thích, không có thích con trai 6 múi. Với Tú thì Tú chỉ thích con trai bụng hơi mở một chút. Với Tú thì bạn trai mà bụng mở chút xíu thì mình ôm nó sẽ ấm hơn. Hoặc là khi mà mình ngồi xe là mình sẽ được bóp cái bụng mở, rất là thích luôn. Khuyết điểm của Nam là người khá mộng mơ, hơi lười biếng, ngủ hơi nhiều. Sở trường của Nam là tiếp người, nếu mà gọi cho một đám đông thì mình có thể làm người ta vui vẻ được, vai trò được. Nhìn Nam như vậy thôi nhưng mà Nam mới có trải qua 3 mối tình nè. Do chia tay chính là cũng vì mình chưa thật sự trưởng thành. Cách đây khoảng 2 năm, nó làm cho Nam phải nhận biết là mình phải trưởng thành lên, phải biết lo nghĩ cho tương lai của bản thân. Nói chung là Nam phải lớn lên. Chứ còn trước kia thì Nam một dạng là công tử của một gia đình, sống tại Sài Gòn thì được ba mẹ thương yêu, cũng không trải qua gì quá khó khăn trong cuộc sống. Nhưng mà khi mình muốn có một người bạn đời, mới phát hiện là bản thân mình còn quá nhiều điều chưa đủ khả năng để mà 24 giờ thử yêu, chơi hết mình, yêu hết sức. 24 giờ thử yêu, bản lĩnh đàn ông, chinh phục phụ nữ. Xem bạn nam là người nào. Tú biết là bạn nam đang ở quán cà phê này tại vì ban tổ chức chương trình đã nói như thế. Tú chỉ thích một bạn nhỏ nhỏ như thế này thôi. Nếu như mà trong tấm hình này thì Tú cảm thấy có cảm tình nhất là với bạn nam mặc áo màu xanh lá này. Và trong tấm hình cuối cùng này thì Tú thích bạn nam ngồi bên đây. Và bên trong kia đang có một tổ chức một cái buổi workshop. Không biết là bạn nam mà trong chương trình gợi ý cho Tú có đang ngồi trong cái buổi workshop đó hay không nữa. Ở đây có một bạn nam về. Hãy rời nhà. Mà không biết là bạn nào tại vì bạn nó đeo kính đen. Không biết được có phải không nữa. Giống người này nè. Giống người này. Dạ anh ơi, em chào anh. Em đến từ chương trình 24 giờ thử yêu. Không biết là anh có phải là nhân vật nam trong số phát sóng này không ạ? Không biết em nói gì hết trơn á. Em đang nghe nhạc em ơi. Này có vẻ khó tính nha. Không biết đây có phải là anh không ạ? À? À, các bạn đó hả? Dạ đúng rồi. À. À, xin phép anh có thể gỡ mắt kính ra nữa không ạ? Âm mà gỡ kính ra là em khó tìm hơn đó. Thật ra đây là lần đầu tiên mà Tú đi tìm bạn nam luôn ạ. Ban tổ chức thì cho Tú gợi ý là ba cái bức hình, ba giai đoạn của một cuộc đời con người luôn. Là từ cái năm 2011, 2012 rồi một cái bức hình mà anh Kỳ Nam hồi còn
rất là xôi thịt, rất là lực lưỡng, kiểu to béo ấy. Mà đến khi mà với anh Kỳ Nam ở ngoài thực sự, kiểu Tú không nhận ra luôn. Kiểu là ba cái bức hình đó là ba con người khác nhau luôn, với ba mái tóc khác nhau luôn. Mà thường người ta nói là cái răng, cái tóc là gốc con người, mà thay đổi cái tóc có nghĩa là thay đổi cả khuôn mặt luôn. Bây giờ em thử đoán đi, trong cái đám bạn nam đó, cái người nào giống anh nhất? Em thấy bạn nam áo đen là giống anh nhất. Bạn đó là bạn tập phòng tại chung với anh? Không, em chắc chắn anh là bạn nam này. Nếu như vậy thì chương trình đã tìm đúng gợi ý cho em rồi. Tại vì em cũng mong muốn là một bạn nam của em đó là người không có quá đô con và lực lưỡng. Ok. Lần đầu tiên mà Nam gặp Tú thì đâu không biết Tú là sẽ mang một cái hình hài như vậy. Tại dâm trí tương tự của Nam, lúc mà Nam được thiết kế là có đeo tai nghe thì Nam nghĩ Tú là một cô gái kiểu mà rất là nhìn có vẻ mặt vẻ ngoài cá tính này nọ đó, thêm nữa là nước da cũng hơi ngăm ngăm, kiểu mà mình cũng có một chút gì đó gọi là đi phượt này nọ. Nhưng mà khi gặp Tú ở ngoài thì là một cô gái rất có vẻ rất ngoài, rất tri thức, thì cũng thấy là khá thú vị. Chào em, anh tên là Kỳ Nam, hôm nay rất vinh dự được ngồi kế một người xinh xắn và dễ thương như em. Bây giờ em thấy là nắng quá không vậy, mình đi xuống dưới mình ngồi. Nhưng mà trước khi đi xuống dưới thì anh có một món quà tặng cho em đây. Dạ rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Và cũng trong ngày đầu tiên gặp mặt này, em cũng có một món quà để gửi đến anh. Món quà của em là một người thích cái gì đó nhỏ nhỏ xinh xinh, cho nên là ngày đầu tiên gặp mặt em cũng không biết được là anh là ai, cho nên là em thích cái gì thì em sẽ tặng cho bạn Nam cái đó thôi. Ôi, em cũng thích song phấn. Dạ không, nhưng mà cũng phải hợp hoàn cảnh anh ạ. Dạ đây ạ. Cảm ơn em nha. Như cá tính của Nam thì hơi tương tự thẩn rồi, sẽ không có nghĩ là mình sẽ ngồi nói chuyện với một con khái mà cái mang vẻ là học thức như vậy. Khi mà tìm gặp được anh Nam, Tú bất ngờ. Tại vì Tú rất thích con trai sống mũi cao và mắt không phải là to quá hay là không phải nhỏ quá, nhưng mà mọi thứ nó hài hòa. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cột mốc thứ hai, chính thức hẹn hò. Thì chương trình muốn là anh với em sẽ cùng vẽ áo đôi. Rõ nè, vẽ áo cặp hả, áo cưới hả, áo cặp, okay. Áo đôi, áo đôi. Vừa nhận được cái nhiệm vụ đó là vẽ áo đôi thì Tú cảm thấy chương trình đang làm khó Tú lần thứ hai, bởi Tú không biết vẽ, không có tưởng tượng ra được. Lúc mà kêu vẽ này nọ thì Nam trong đầu Nam không có một ý tưởng gì hết. Nam nói chuyện với Tú để mà mình có thêm idea, có thêm này nọ. Em bụng mở thì nó em kỳ. Em bụng mở vô, ok, không sao hết. Nhưng mà em không biết vẽ người. Người á thì có 3 khúc mà, đúng không? Yeah, khúc đầu nè, khúc giữa nè, hai cặp giò thôi. Thêm mấy cái tay vô, rồi xong. Có hai cái tay thôi mà thêm mấy. Bây giờ trong mắt em á, là anh là một người kiểu mà trước khi gặp á, là một người kiểu đô con đúng không? Đô con đúng không? Có cao không? Có cao. Có cao đúng không? Bây giờ em vẽ một cái người đô con thôi, cho đó là cái đầu. Đó, bây giờ đô con nghĩ nào? Đô con bây giờ anh nghĩ Em nghĩ là sẽ body 6 múi. Ok, cứ vẽ 6 múi vô. Mà không biết vẽ 6 múi thì vẽ cái body xong biết số 6 được không? Em có biết cái bánh mà ăn một bọc bánh buổi sáng không? Cũng vẽ cái bánh cơm cũng thôi. Ok. Cũng khá là cá tính khi mà thích một người đàn ông béo bụng. Cái áo của này chắc là Nam sẽ giữ bất kỳ không giặt luôn á. Em vẽ kiểu béo bụng như này em có ý gì? Không, tại vì cái đó là sở thích của em. Dạ, em thích một người đàn ông có bụng béo đúng không? Đúng rồi. Em ngộ người ta giờ này con gái nó sao thích bụng béo ta anh? Lập tập lại chết luôn rồi. Em nhìn vô bức tranh đi. Dù bức tranh của anh có vẻ là hơi bị kinh dị, mà nhìn vô người ta vẫn thấy là nè, có người rất là thiện cảm. Nam nữ nắm tay nhau đi mặt trời rồi cái này là gì đó, đang vẽ con chó. Em thấy nó giống cái bức tranh này, nếu mà nhìn kỹ á, nó giống anh biết như là phim gì mà cái chuyến tàu mà có nhiều zombie. Busan. Trong đầu thì tâm từng bóng như tự mình vẽ ra hai bóng hai người dưới nữa, xong rồi mặt trời. Xong lúc đầu định vẽ con chó kế bên, tại Nam thích nuôi chó nhưng mà không hiểu sao đó, lúc nói chuyện quẹt sao nhìn như cái chổi lông gà. Đây là chiếc áo của Tú. Nó là thành quả của Tú từ nãy đến giờ. Như mọi người quan sát thì mọi người cũng thấy là Tú vẽ một mặt người, nhưng mà nó giống như là một cái icon trên Facebook vậy đó.
nhưng mà Tú không có biết phối màu gì để cho nó ra cái màu tím, theo đúng cái trend này là giận tím người. Giận tím người. Ok, bây giờ thì người nào vẽ thì người kia sẽ mặc áo. Mình thấy khá là hài lòng với áo của bé Tú. Nhưng mà thắc mắc là tại sao là nó không có hai cái bông hai bên nữa. Không, em chỉ trang trí đối xứng thôi. Vậy hả? Ừ. Em có thể vẽ một cái cây khác chứ sao hai cái bông vậy? Nếu mà vẽ cái cây xanh kia thì nó kỳ lắm. Thôi thì vẽ cái bông đi cho nó lạ lạ. Ngoài làm diễn viên, ca sĩ thì anh Nam còn một người vẽ rất là hay. Mới đầu khi mà Tú nhìn qua, Tú tưởng trời tại sao anh này anh lại vẽ nguyên bức thư. Nhưng mà sau một lúc khi mà Tú làm một nửa bức tranh của Tú rồi, cái Tú quay qua Tú nhìn, à không, thì ra là anh vẽ từ những cái chi tiết nhỏ nhất xong rồi vẽ ra một bức tranh lớn, giống như mấy cái đoạn video clip mà mấy họa sĩ hay vẽ trên mạng internet vậy đó. Sau hơn nửa tiếng mày mò dắt óc môi tim thì bây giờ á, quý vị đã thấy, tại vì tôi sống cô đơn quá. Trước giờ tôi già tôi sống cô đơn quá, tôi mong muốn là có một người bạn mà suốt cuộc đời của mình không còn gọi là leo lộng lông bông nữa. Vậy mình vẽ là mình nghĩ là mình mua bé Tú rồi đó. Bé Tú vẽ đơn giản nhưng mà còn đáng mặt hơn, nếu mà mặt cái này ra đường có khi là không được đâu. cho nên là làm cái chịu ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cục bóc ba. Hãy đến phòng tập gym Gold Sport. Thì đây là một bài tập dùng để siết siết cơ đó. Một bài tập này là hành hạ, đúng là nghĩa hành hạ luôn á, chỉ là một động tác như thế này thôi đó. Chừng nào mà sắp mặt ra anh em vẫn chưa có chơi hết mình, chưa có thử thách hết mình, anh em vẫn còn hơi hời hợt một chút xíu qua những cái bài tập, chẳng hạn ví dụ như là anh Nam rất là hay đùa, nhưng mà anh Nam đùa nhiều quá cho nên là tôi cảm thấy là anh Nam đang thiếu một cái sự nghiêm túc khi mà mình đang thử thách nhau, mà đó là anh Nam đang thiếu cái sự nghiêm túc. Đó, xuống mạnh dạn lên, thẳng cái lưng đứng ừ thẳng lưng, đúng rồi, lên thở rồi, ok 100 lần thôi, thở đúng rồi. Thôi mình tập là mặt phải vui lên, mặt mà nhăn quá, mặt trải nghiệm không phải đâu, em bị cái cấu hình nó như vậy. Cấu hình là vậy đó, cái cấu hình nó vậy à. Cấu hình là làm gì mà kiểu nặng nặng mặt phải nhăn vậy đó hả? Đúng rồi, cái cấu hình không, cái cấu hình là lúc nào mặt nó cũng đây là mặt đó, là mặt kiểu mà mặt kiểu chảnh không, nó mặt chảnh. Tú là một cô gái cực kỳ là mạnh mẽ, không phải kiểu bánh bèo mà kiểu thích phô trương về vẻ bề ngoài đâu. Tập gym thì cũng ok rồi, nhất là cái màn mà đá bao cát á, em thấy là nếu mà sau này mà ví dụ mà hai đứa có đến được với nhau đi, mà mình làm sai chuyện gì là mình thành cái bao cát á. Anh Nam nè. Các bạn thấy không, rất hiền dịu đây, những động tác cực kỳ dịu dàng, khiêm tốn. Em đã giúp cho nó bay rồi. Ok, những bạn nào mà suy nghĩ muốn lấy vợ sớm thì coi clip này thật là kỹ nha. Anh Nam nè. Trời, anh Nam là hành em từ sáng đến giờ không để ra không, nãy giờ lại anh thấy là thái độ của em rất là đúng rồi. Có nghe có thời điểm hiện tại Tú cảm thấy anh Nam vẫn còn rất là trẻ con so với lại tuổi thật của mình. Nói chung là anh Nam rất là vui tính, không những vui tính mà đôi khi anh Nam còn có một chút tinh tế nữa. Nhưng mà anh Nam rất là, phải nói là giỡn nhiều, mà giỡn quá thì người ta gọi là nhây, cho nên anh Nam có phần hơi nhây. Ừ, hồi xưa là anh học võ đó. Anh ngồi yên nha. Là cái này á, để em giúp cho. Chết đó, cái này là chết thẳng luôn đó, chết thẳng luôn. Ờ, nhẹ nhẹ chạy lại thôi nhẹ, thôi phải từ từ, không cần phải là phải nhẹ. Không, anh làm nhẹ chút xíu đi. Chưa, rồi ổn rồi đó. Rồi chưa đâu, anh cứ cầm nó đi. Rồi. Không, được. Anh phải để cái tay, anh phải để cái tay luôn chứ. Đúng. Ấy da. Được chưa anh? Xuống nữa được không? Thôi giờ anh cứ tập tạ hơn, mình ra tập gì nặng nặng đi. Anh để vô đi, rồi. Ok, xuống được nữa không? Không, cái tập này nhiều quá bị. Đây đi anh, cứ ngồi yên với đi. Được chưa? Ôi, từ từ. Được không? Được rồi, dừng rồi. Dừng rồi hả? Xoạc nhiều quá. Xoạc nhiều quá gãy đó. Đừng xoạc, xoạc nhiều quá. Ok. Cái này thì Nam không có tập yoga, Nam không biết cái độ khó thế nào, mà nghe đồn yoga rất là đau, rất là khó. Nhưng mà nãy cũng ok, không có đến nỗi mà đè cái chân mà như là giết người, bình thường là chết rồi. Đối với lại thì tập thì cũng nhẹ nhàng, không có gì phức tạp hết.
dễ thương, dễ thương vui vẻ, không có ác độc. Cảm thấy là anh Nam vẫn chưa có chơi hết mình, chưa có thử thách hết mình. Anh em vẫn còn hơi hời hợt một chút xíu qua những cái bài tập chẳng hạn. Chụp cái nha anh. Ok, chụp cái thì bên kia cũng chụp cái hả? Chụp cái lên nhau đi, nó đủ 10 cái nha. Ok. 1 2 Cười lên anh, cười lên. Cười nhịp tình lên, nhịp tình lên. 3 2 Rồi rồi. Tôi rất tôi mở ra rồi. 4 5 Thôi, thông tin. Không phải đâu quý vị, tại vì mới ăn phở đâu. Mình không nên lãng phí đồ ăn. Là cái thối là phở 50 ngàn lên á. Ok rồi. Ok. 1 Thấy chưa, đừng bỏ đứt dài ra đi. Ủa chào cũng được làm 12 cái luôn á. 5 6 Thôi 4 Lên cái nữa đi. 7 Đến rồi, quá nãy rồi. 8 Giờ mấy trăm cái. Rồi, đứng lên đi em. Dạ, được rồi. Sao? Tại sau thử thách gần nửa ngày rồi thì tôi cảm thấy là Tú với anh Nam chỉ đạt khoảng 30-40% thôi. Trước mắt là mình được gặp một người mới hoàn toàn, những sự trải nghiệm đến từ hai phía ở đây mình trao đổi với nhau, có những quan điểm, có những gì thích hợp, những gì chưa thích hợp mình sẽ xem xét rồi mình mới đưa ra quyết định được. Đi khai chữ đi. Thôi anh thấy đi. Đi. Lẽ hay mà, nãy hay á. Xích đổ đi chưa? Một con giáp lẫn anh. Thôi để cho em mở trước đi, em mở xem. Hồi nãy em thấy nó thập thò cái gì đó rồi. Không biết là một bạn nam đó sẽ tặng cho Tú món quà gì ta. Chắc là một con gấu bông nho nhỏ, hoặc là một cái móc khóa gì đó dễ thương chẳng hạn. Bởi vì Tú rất là thích những cái đồ vật nho nhỏ và dễ thương. Cho nên Tú nghĩ thế. Đây là một cái kem dưỡng da tay, nuôi dưỡng làn da tay. Tú cảm thấy là anh em khá là tâm lý khi tặng cho Tú cái này. Okay. Cho anh em một điểm cầu. Ok, cảm ơn em. Giờ tới bên anh ha. Bây giờ tới lượt anh. Phỏng tay, phỏng tay. Ui. Ui. Trẻ trung quá không em. Thôi nhưng em nghĩ là cái này thì sẽ giúp cho anh Nam trẻ thêm vài tuổi nữa. Ok, có gì là mình phải thử liền. Đúng rồi, thử liền. Thử liền. Có vẻ có to hơn mắt mình không anh? Có dễ ngủ không ta? Em nghĩ là chắc là dễ ngủ đó. Thôi, dù sao cũng cảm ơn em. Wow, quá tuyệt vời, anh chưa bao giờ mà có dịp sử dụng cái mắt này hết á. Nhưng mà em nghĩ là hôm mình Tết mình làm một bộ ảnh mà chụp này đi. Ok. Giờ mình sẽ đi vào cột mốc thứ 3, phơi bày tật xấu. Các bạn hãy cùng nhau thư giãn và phơi bày tật xấu cho nhau, tham gia trò chơi vòng xoay tình yêu. Dành cho trước nha. 1/2 ly. Anh có những tật xấu gì? Gì cả. Xấu của anh nhậu vô không phải về chịu nổi. Một phần hai ly. Nửa ly. Có bao giờ mình say đến đó mà không sao, không biết mình làm gì không? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ luôn. Chưa. Vậy luôn hả? Dạ. Không, em rất ngoan. Chưa bao giờ hết. Hãy ngưỡng mộ chưa? Hãy ngưỡng mộ chưa? Bây giờ ở quên với anh chứ sao em điềm em hồ hởi quá. Được nè, dùng luôn á. Thôi mấy anh. Ok. Không uống. Không uống nhưng mà vẫn phải. Bây giờ phải mát xa. Tú bị mát xa cho anh Nam 1 phút. Thấy không, có phút gặp lành. Chị em ơi, có phần gặp lành. Nào, có phần gặp lành. Thôi thì mình chơi mình chịu một đúng không? 1 phút đó nha. 1 phút. Không, anh đâu có tập gì đâu. Dạ, yeah, mà có việc massage. Không, nhưng mà nãy giờ anh không có tập gì hết. Anh tập quá trời luôn. Không. Anh chảo. Trời, anh diễn sâu quá à. Sâu đâu, thiệt luôn, nước mắt rớt luôn nè. Bớt mạnh dễ sợ rồi. Âm mạnh như con gái nãy giờ anh là anh như con gà quay rồi. Trên cơ thể của bạn Nam thì theo Tú là phần nào là nhạy cảm nhất? Thì theo kinh nghiệm yêu của Tú thì tôi nghĩ cái này là tùy người. Có người thì ở cổ, có người thì ở mang tai,
còn có người thì ở ngay cái bả vai đằng trước này. Cho nên là không biết là một nửa của Tú ngày hôm nay thì điểm nhạy cảm ở đâu thì Tú không biết. Định nha, 1, 2, 3. Đừng có vô cái ly nữa. Khoe một tấm hình để chứng minh rằng anh dạy thầy thành công. Hồi nãy từ đầu chương trình mà đưa cho em coi là em thấy là anh thành công rồi. Nhưng bây giờ em muốn một cái tấm hình rõ nét hơn cái thời thơ ấu niên thiếu đó. Thời thơ ấu của anh đó hả? Anh đốt hết rồi. Bây giờ anh cứ tưởng tượng đi. Một con khỉ. Một con khỉ, đúng nghĩa là con khỉ luôn. Rất là còi trọc. Nó mặt mày là rất thông minh. Hồi xưa lớp cấp 2 là bắt đầu thích. Thì thích cái cô hàng xóm. À biết. À đó. Thế là cô chứ không phải là em. Cô hàng xóm. Đó, nhưng mà cái em hàng xóm đó thì lại thấy anh, nhìn anh giống như là một cái, nói chung là nhìn kiểu mà thấy anh xấu rồi này nọ đó. Cho nên là anh bị thất tình từ đầu tiên trong cuộc đời. Và là cấp 2, cứ tầm tạ, rồi chơi bóng rổ, rồi làm mọi cách để mình báo thù. Nhưng mà chưa kịp báo thù, cậu lấy chồng rồi. Rất tiếc. Rất tiếc. Không, nếu mà không có như vậy thì làm sao hôm nay chúng ta lại ngồi đây đúng không? Người ta gọi là có cái duyên. Sướng thì nhiều chỗ sướng lắm. Ok, nếu mà bây giờ nếu mà gọi là sướng thì Nam nghĩ là nếu mà sướng thì là một cái nụ hôn, tức là cái môi của Nam đó. Không lẽ có không gặp người nào cũng phải hôn mới biết người ta là thế nào được. Nghĩ là ai mà hôn Nam chắc sướng lắm á. Bây giờ tới lượt em nha. Một ly ôm. Đúng rồi, đúng rồi, đừng có xoay đâu nữa. Để cái tay đi, bước gian đi. Kèm một ly. Cái này đâu phải uống trong thiên tàu đâu. Phải ăn nha. Ok. Đối với Tú thì trên cơ thể của mình á, Tú không có thích người lạ đụng vô người mình. Ngay từ lần gặp đầu tiên, khi nào mà Tú cảm thấy là thân thiết thì Tú sẽ chủ động làm điều đó. Cái này người ta gọi là bị ôm. Chưa bao giờ một cái bóng ôm nó lại nhỏ như vậy hết. Chắc tại em ốm. Rồi, bây giờ tới lượt anh. Cái gì mà hai ly hoài vậy? Ly. Cái đó là gọi là cái số rồi anh à. Vẽ lên mặt. Vẽ cho anh phi kiếm hiệp. Nhưng mà không có trái tắc nào màu này hết. Cột mốc 3. Khi mình kết hôn, cả hai đến tiệm áo cưới Marry Me 47 Nguyễn Thông quận 3 để chọn đồ cưới. Wow. Vừa rồi thì Nam có đi tham gia một cái đám cưới của em họ mình. Thấy cô dâu hoàn toàn không mặc cái váy sa rê dài gì cả, chỉ mặc một bộ đồ kiểu bao quần ôm dài. Nam thích trang phục là xanh ngọc bích. Tại vì Nam mạng hỏa. Nam mạng hỏa với là trang phục màu đỏ cũng được. Năm nay là hồng bách theo với lại xanh. Màu này là trend nè. Màu này mặc rất là sang. Để mà tưởng tượng ra một cái ngày mà quan trọng nhất của cuộc đời người con gái đó là chúng ta được lên xe bông. Và tôi nghĩ là cái đó thì mình không có rút kinh nghiệm được cho lần thứ hai. Cho nên là mình sẽ suy nghĩ thật là kỹ về vấn đề này. Thì Tú có tưởng tượng ra một cái đám cưới cho riêng mình. Đó là Tú và bạn trai của Tú sẽ mặc tông màu trắng. Và mọi thứ trong đám cưới sẽ có điểm của những bông hoa hồng màu đỏ. Bởi bản thân Tú là Tú rất thích màu đỏ. Tuy nhiên thì với trang phục cưới thì Tú lại thích màu trắng hơn. Dạ, màu này ok nè. Màu này ok nè. Ừ, chủ đề là mặc màu chung cái màu á. Đúng rồi. Sao? Tú nghĩ là Nam sẽ chọn một là tông màu trắng. Hai nữa là cái tông màu mà màu xám, màu xanh mà pha một chút hồng á. Nó sẽ ra màu xám xám là cái trend của năm nay á. Tôi nghĩ là Nam sẽ lựa chọn màu đó cho tông váy nữ. Còn từ sáng giờ mà khi mà đồng hành cùng với Nam thì tôi biết được là Nam có cái sở thích đó là
chọn vest nam với lại áo cưới cho nữ thì nó sẽ cùng tông màu với nhau. Cái này vẫn là hợp với tôi nhất, này ổn nhất. Chọn cái này nha. Còn riêng về đồ nam thì chắc nghĩ là Tú sẽ chọn một bộ đồ vest nam màu xanh, còn áo cưới nữ thì chọn màu trắng và đúng cái bộ, đúng cái váy đó luôn, đúng cái váy nãy mà Nam chọn luôn. Anh Nam chắc phải cầm 70 cân thì không biết là anh Nam sẽ mặc size gì. Cái đó là Tú ước tính thôi. 70 cân thì anh sẽ mặc áo size 56 và quần size 32. Tại vì anh Nam khá là đô cái phần cơ bắp ở trên, nhưng mà ở cái phần dưới cái chân anh Nam rất là nhỏ. Đây là chị tự chọn. Ủa vậy hả? Mình cháu trả lắm. Chị thì chọn trùng với vest với anh. À. Thế là chị hiểu nó hơn mà. Anh chọn ấy cho chị là không trùng với chị. Thôi anh biết chị nghĩ gì mà. Mình cứ làm ngược lại là ok em. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm cuộc đời của Tú, đây là lần đầu tiên Tú mặc sơ lê. Nên là cảm xúc ngay lúc này của Tú cũng đang rất là hồi hộp. Và phải nói là hơi thở hơi lên luôn á, rất là hồi hộp. Từ nãy đến giờ cảm xúc vẫn chưa có vơi đi một tí nào hết, cho nên là giọng trả lời cũng vẫn bị hồi hộp theo. Khi mà Nam thấy Tú bước ra với đồ cưới thì mà Nam lựa và mặc rất là fit, rất là đẹp, thì Nam có một cảm giác là mình, một cảm giác rất là lạ nha. Tại vì thực sự trước giờ như các bạn đã biết thì Nam cũng đã chụp đồ cưới với rất nhiều lần cô gái, cô người mẫu rồi, nhưng mà cảm xúc hôm nay á, khi mà tham gia chương trình 24 giờ người yêu thì cảm thấy là nó không có một cái gì đó nó khác biệt. Nam thấy được một cái vẻ rạng ngời, nhưng mà Nam nghĩ là Tú mặc bộ đồ cưới này cực kỳ đẹp, và Tú lựa cho bộ đồ Nam này coi này cho Nam rất đẹp. Nam với Tú là không biết là nó có nên chuyện hay không, nhưng mà đối với Nam nghĩ á, Tú là một con gái rất là tốt để có thể cho thăm một người bạn gái. Vậy là yêu rồi, vậy là tương tư thôi, vậy là anh từ đâu chợt đến để lòng bối rối, vậy là nắng trong tim, vậy là mưa cũng. Từ hồi sáng cho đến giờ là mình là nói chuyện theo cái kiểu giống như là nó bạn bè quá, cho nên là chỉ còn khoảng thời gian này thôi, cho nên là hai đứa sẽ nói chuyện nó sến hơn một chút xíu cho nó đúng, đúng cái phong cảnh đúng không? Vô gần như đây là gọi là giây phút 90 rồi. Đúng rồi. Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ xem coi chương trình còn mong muốn chúng ta làm gì nữa. Mong muốn của chương trình 24 giờ thử yêu đó là công khai tình yêu của hai bạn, hãy ra mắt người yêu của mình với gia đình hoặc là bạn bè. Hello, hello. Đang đi hẹn hò với lại một người bạn mới. Bây giờ không, nói thật bây giờ sẽ cho Lu xem mặt nha, xem Lu có duyệt không nha. Không tin được hả? Hơi bất ngờ đúng không? Thì bây giờ Tú sẽ cho Lu coi mặt của bạn đó nha. Đây là anh Kỳ Nam, bạn mới của Tú trong ngày hôm nay. Chào anh Nam. À, chào em. Thấy anh Nam đẹp trai không? Thấy anh Nam men không? Rất là mẹ, trời ơi, hơi bất ngờ nha. Thì đây là anh Nam, vừa nãy là thấy chậu anh Nam rồi đúng không? Bây giờ thì sẽ thấy được anh Nam với Tú, để cho khỏi nói là Tú nổ. Cái đó là sự thật á. Đây nha. Bây giờ Tú hết ế rồi, nên là đừng gọi là Tú ế nữa. Bất ngờ, nó có điểm không tin đó. Bất ngờ chứ không phải là không tin.
giờ tin chưa, giờ tin chưa? Rồi. Có cả cái này nữa nè, để khoe cho luôn. Cả cái này nữa nè. Xinh không? Ừ, được tặng đó luôn, thích không? Chỉ khoe vậy thôi chứ đâu có cho. Nói vậy thôi. Chị nha, đây là anh nha, bạn trai của Tú. Đang buổi tối hả? Ừ, đang ở buổi tối. Đặt báo biết cho vui vậy thôi. Ừ, bye bye em, chúc em buổi tối. Thật sự thì với cảm xúc hiện tại mà Tú đối với Nam thì cái phần trăm đó nó đã tăng lên rất là nhiều. Và hiện tại là nó ở mức là 70-75%. Alo, làm gì vậy? Đang làm sim, đang mặc cái thời gian vậy. Ok, tao tao khoe bạn gái. Rồi mày ra đi rồi, giờ tao có bạn gái rồi. Đây là em Tú. Đây, chào em Tú đi, đây anh dạ, Hoàng. Em chào anh. Sao giờ mới giới thiệu vậy nè, kỳ mày. Tại vì ấm đợi chừng nào mà mình bắt đầu nở rồi mới khoe chứ. Ồ, nở rồi hả? Rồi, nở rồi. Thôi ơi, khoe thôi chứ không gặp đâu. Mày nguy hiểm quá. Giờ sao có bạn gái rồi, mày tặng tao gì đi. Chuyển khoản tao 10 triệu hay gì đó. Tặng mày, tặng cho bạn gái của mày. Tặng cho bạn gái tao cũng được, đưa 10 triệu được rồi. Tiện ghê. Thôi mà chụp khối này không rồi nha, bye bye. Thôi mày coi ngủ, coi tập tạ đi, coi chừng tạ này chết á. Vậy nghe. À bây giờ thì nói cái tình cảm của Nam dành cho Tú được bao nhiêu phần trăm thì cũng không biết được. Nó chỉ là mới ở mức độ, nói chung là phần trăm của cảm xúc đối với Nam, đối Tú thì nó dành cho một người cái kiểu mà mình càng ngày càng thân mật hơn. Em qua cuộc đời từ khi em yêu một người, nhìn em bao nhiêu nụ cười với nhiều mơ ước cùng niềm vui mới. Mùa đông qua đây một màn, mùa đông ra đi vội vàng, làm sao ta yêu đông này khi niềm mơ ước vội tan. Trời ơi, lần đầu tiên em được nghe một bạn nam đánh guitar cho em. Không biết là từ sáng giờ mình tham gia rất là nhiều hoạt động cùng với nhau, không biết là cảm nhận của anh như thế nào về em? Lúc đầu anh gặp em, anh cảm thấy là đây là một cô MC rất là chuyên nghiệp. Nó cũng có vẻ là nó không có gần gũi lắm, nhưng mà càng về sau anh lại càng thấy em dễ thương. Đó như là một nét dễ thương thật sự đó bạn. Sáng giờ thì không thấy cái một biểu hiện gì đối với mà nó khó chịu với anh hết á. Rồi hơn nữa là em rất duyên dáng dễ thương. Em nghĩ thế nào vậy anh? Ngay bây giờ em nghĩ anh là một người vui vẻ, hài hước. Với em thì hình thức bề ngoài nó không có quan trọng bằng cái tính cách. Em cảm thấy với em anh rất là lớn. Anh như một người anh lớn vậy đó, anh rất là trưởng thành về mọi mặt. Đặc biệt đó là tính cách của anh thì rất là cởi mở, hòa đồng. Cứ nghĩa là mình chỉ lạnh lùng cái lúc đầu thôi, tại vì mình chưa tiếp xúc nhiều. Nhưng mà nhiều khi em nghĩ á, cũng vì cái lần đầu đó, cái buổi ban đầu mà mình tiếp xúc với nhau á, nhiều khi mình làm lỡ mất một vài cái cơ hội nào đó chẳng hạn. Nếu như mà ngày hôm nay anh có thể thay đổi được điều đó thì em nghĩ là anh trong cuộc sống anh sẽ có nhiều niềm vui hơn, có nhiều bạn hơn nữa. Nếu mà mình thay đổi được cái cảm xúc ban đầu khi mà mình tiếp xúc với người lạ. Ok. Đây là tại vì theo em á, trong cuộc sống á thì đôi khi chúng ta lướt qua nhau chỉ có mất 3 giây thôi. Và nếu như trong 3 giây đó mà mình không để lại cái ấn tượng gì đối với người đối diện, chúng ta dễ lạc mất nhau. Dạ, cảm ơn MC. Đúng là như em nói thì cái với vẻ ngoài mà khá là kiểu xa cách với anh á, thì sẽ đánh mất nhiều cơ hội để được làm quen với những người khác, có thể là công việc tất cả mọi thứ. Thì anh sẽ lưu tâm và anh sẽ thay đổi để xem. Sau bao thời gian thử thách, trải qua biết bao nhiêu rồi là trò chơi hành xét hành hạ tinh thần nhau, thì hôm nay anh và em thức sẽ là đồng hồ tốt. Bye bye guys.